hôm nay em bán một số cây, cả nụ, cả hoa, cả giống vậy đó. Anh chị nào quan tâm thì báo em. Vâng, tay em đang cầm một cây stem rất là to luôn này. Chậu này là chậu 21, đầy chậu luôn, đang nụ. Dạ, chậu này thì em bán 250. Chậu này thì em bán 250 nhá. Hoa màu cà rốt đó. Anh chị nào chưa có chốt thì báo em. Rồi, còn quý anh chị nào mua kiếm, mua gì mà quan tâm thì bình luận lên giúp em. Em có hoàng nhện nữa đó. Cát, kiếm, thiên nga xanh, phụ nữ ngày sau đẹp lắm luôn đó. Cực kỳ đẹp luôn. Quá trời nụ luôn. 6-7 ngồng nụ luôn. Vâng, giá 200.000. Vài bữa nữa nó nở ra thì thôi. Đẹp thôi rồi luôn. Đấy, buổi tối hôm nay thì em chào hàng một vài loại như vậy. Quý anh chị nào quan tâm chốt cái nào thì bình luận lên giúp em. Vâng. Cát trắng 2 chậu, cát đỏ 2 chậu, hồng nhật thịnh 2-3 chậu. Cây chớp vàng cũng có mấy chậu. Thiên nghe cũng có mấy chậu, dạng mỗi loại một chút rất là đa dạng luôn. Quý anh chị sưu tầm cây nào thì bình luận lên giúp em nhé. Còn anh chị không mua gì thì chém gió với em một vài phút đi rồi ngủ cũng được. Phụ nữ vàng tuyền đẹp lắm luôn. À, cái đấy là kiều trắng đó Dung ơi. Kiều trắng. Cái chùm ở trong chậu nen là kiều trắng, hàng Thái, đúng rồi Dung ơi. Hàng Thái. Nhưng mà cái đợt này mình mua đó, cái giống đợt đó, là cái lô đợt đó, bông rất to luôn. Bông thật sự là to. Bông to lắm luôn ấy. Ai chia sẻ bao nhiêu? Mấy cây đó hồi đầu năm trước, hồi năm 2019 đó, là 17-18 một triệu một thân. Bây giờ thì thị trường lên nó xuống đó, rồi mọi thứ nó cũng trượng xuống, cho nên là giá của nó là cái bông này của nhà mình là nó to, rất là to luôn đó. Một cái bông rất là to luôn, to bằng 3 ngón tay luôn đó. Một cái bông rất là to luôn. Kiều thì không thơm mấy. Cái chậu này thì khoảng tầm 40 thân, 30-40 thân. À, mầm gốc mọc rất là nhiều luôn. Mầm gốc đang mọc tầm 10-20 cái mầm gốc. Kiều trắng. Cái lô đợt này là bông to lắm. Còn một số mình thấy một số cái shop ở trên mạng họ bán thì chắc vào cái đợt khác đó, hoa là không to bằng. Còn lần này hoa to lắm luôn đó. Một cái bông của nó này. Một cái bông to mấy cm luôn. Nói chung là sưu tầm đó, mấy cái này phê lắm. Thôi, em nghe chào cả nhà Mây Hoa Lan nhé. Vâng, chúc cả nhà ngủ ngon. Em xuống like đây. Cứ lâu lâu buồn tình trèo lên chém gió một chút nhỉ. Vâng. Ở bên đây thì do khách cũng chưa quen đó, cho nên là em cũng cứ dạ chịu khó tập tành trèo lên trèo xuống như thế. Để dần dần đi rồi anh chị biết. Và còn về bên Facebook. Bên Facebook thì dạo này thì rất là hạn chế. Rất là hạn chế, cho nên là mình cũng rất là khó. Vâng. Thôi em nghe chào cả nhà Mây Hoa Lan nha. Em chúc cả nhà ngủ ngon. Em xin bấm xuống like nha. Rồi tạm biệt cả nhà. Em xuống like đây.
Dễ chứ, là chị đợi tí.